Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Sự Việt Đại Nam. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin vị vua Hậu Lý Nam Đế. Vị vua Hậu Lý Nam Đế trị vì từ năm 571 đến năm 602 là vị vua nhà Tiền Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông có tên thật là Lý Phật Tử, người ở Thái Bình, phủ Long Hưng, là cháu họ của Lý Nam Đế. Lý Phật Tử đã xuất hiện trong sử sách từ cuộc chiến chống quân Lương từ lần thứ tư vào năm 545. Đầu năm 544, sau khi đánh thắng quân Lương, Lý Bí đã xưng hiệu là Nam Việt Đế và đặt tên là nước Vạn Xuân. Tháng 6 năm 545 thì vua Lương là Lương Vũ Đế Tiêu Diễn đã cử Dương Phiêu, Trần Bá Tiên và Tiêu Bột đi đánh Vạn Xuân. Trần Bá Tiên là tướng giỏi của nhà Lương, quân Lương đến Vạn Xuân, Lý Nam Đế đã mang quân ra đánh và bị thua nặng mấy trận, mất thành Gia Ninh vào năm 545. Sau đó thì lui về quận Tân Sương là vùng của người Lạo, lại bị quân Lương đánh úp tại hồ Điện Triển vào năm 546. Phải ẩn náu ở trong động Khuất Lão và giao lại binh quyền cho tả tướng quân Triệu Quang Phục. Trong khi đó thì Lý Phật Tử cùng với anh Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo đã đem 3 vạn người vào Cửu Chân và đánh chiếm được Đức Châu, Nghệ An, giết tướng của nhà Lương là Trần Văn Giới. Sau đó thì hai tướng họ Lý đã mang quân ra đánh Ái Châu, Thanh Hóa, Trần Bá Tiên đã mang quân tới đánh. Thiên Bảo và Phật Tử bị thua và bèn thu nhặt quân còn sót được vạn người chạy sang đất Di Lạo ở Ai Lao. Lý Thiên Bảo đấy động giã năng ở nguồn Đào Giang, đất phẳng rộng màu mỡ có thể ở được. Lý Thiên Bảo đắp thành để ở và nhân tên đất ấy mà đặt quốc hiệu. Đến bây giờ thì quân chúng đã tôn làm chúa và xưng là Đào Lang Vương, Lý Phật Tử là tướng dưới quyền. Triệu Quang Phục đã đóng quân ở đầm Dạ Trạch cầm cự với Trần Bá Tiên, quân dân đã tôn xưng là Dạ Trạch Vương. Tháng 3 năm 548 thì nghe tin Lý Nam Đế mất trong động Quân Lão, Triệu Quang Phục đã lên ngôi vua, xưng hiệu là Triệu Việt Vương. Năm 550 thì gặp lúc bên nước Lương xảy ra loạn hầu cảnh thì nhà Lương đã gọi Bá Tiên về ủy quyền cho tỷ tướng là Dương Sản cầm quân. Triệu Việt Vương đã tung quân ra đánh và giết chết Dương Sản, quân Lương tan vỡ chạy về Bắc. Triệu Việt Vương đã lấy lại được nước Vạn Xuân và đóng đô ở thành Long Biên. Triệu Việt Vương làm vua ở thành Long Biên, Lý Thiên Bảo làm Đào Lang Vương ở nước Giá Năng. Năm 555 thì Thiên Bảo chết và không có con nối dõi, quân chúng đã suy tôn Lý Phật Tử lên nối ngôi. Năm 557 thì Lý Phật Tử đã đem quân xuống Biển Đông đánh nhau với Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình. Hai bên đã 5 lần giáp trận chưa phân thắng bại và quân của Phật Tử có phần kém thế hơn. Phật Tử liệu không thắng được đã bèn xin giảng hòa và xin ăn thề. Triệu Việt Vương nghĩ ông là người họ của Lý Nam Đế nên không ngỡ cự tuyệt và bèn chia địa giới ở bãi Quân Thần, nay là 2 xã Thượng Cát, Hạ Cát ở huyện Từ Liêm, cho ở phía tây của nước. Lý Phật Tử đã rời thành đến Ô Diên, nay là xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng. Lý Phật Tử có con trai là Nhã Lang Vương đã xin lấy con gái của Triệu Việt Vương là Cảo Nương. Việt Vương đã bằng lòng nên hai nhà đã kết thành thông gia. Vì yêu quý Cảo Nương nên Việt Vương cho Nhã Lang ở rể. Sau Nhã Lang đã biết được bí mật về quân sự của Triệu Việt Vương báo lại cho Phật Tử và Lý Phật Tử đã mang quân đánh úp Việt Vương. Việt Vương tự biết thế yếu không thể chống cự và đem bên con gái chạy về phía nam muốn tìm nơi đất hiểm để ẩn náu tung tích. Nhưng đến đâu thì cũng bị quân của Lý Phật Tử đuổi theo sau gót. Việt Vương đã cưỡi ngựa chạy đến biển Đại Nha, cùng đường thì bèn nhảy xuống biển Tử Vẫn. Lý Phật Tử đã lên làm vua cả nước và đóng đô ở Phong Châu. Vì ông cũng xưng là Lý Nam Đế nên đời sau gọi là Hậu Lý Nam Đế để phân biệt với Lý Bí. Về đầu hàng tại Trung Hoa, nhà Tùy thì đã diệt nhà Tần, thống nhất toàn quốc vào năm 589. Vua Tùy đã sai sứ mang lệnh sang rủ Lý Phật Tử sang chầu. Năm 602 thì tổng quản Quế Châu nhà Tùy là Lệnh Hồ Hy đã theo lệnh của Tùy Văn Đế sai sứ thúc giục Hậu Lý Nam Đế. Ông thoái thác xin khất tới tháng 11 năm đó để lên đường. Theo Tùy thư thì Lệnh Hồ Hy vốn chỉ muốn ràng buộc Lý Phật Tử nên đã bằng lòng theo lời xin, nhưng có người thì lại kiện Lệnh Hồ Hy ăn hối lộ của Lý Phật Tử với Tùy Văn Đế. Vua Tùy đã bèn sai bắt trói Lệnh Hồ Hy và hạ lệnh đánh Vạn Xuân.
Thừa tướng Dương Tố đã tiến cử thứ sử Qua Châu là Lưu Phương. Vua Tùy đã xuống chiếu sai Lưu Phương thống lĩnh 27 doanh quân để sang đánh. Nghe tin quân địch kéo quân sang thì hậu Lý Nam Đế đã sai con của người anh là Lý Đại Quyền giữ thành Long Biên, biệt súy là Lý Phổ Đỉnh ở thành Ô Diên, còn lại Lý Phật Tử đóng ở thành Cổ Loa. Quân Tùy đã đến núi Đô Long và gặp quân Lý, Lưu Phương đã đánh tan hết, rồi tiến quân đến cạnh dinh của Lý Phật Tử. Lưu Phương đã lấy dụ hàng và hậu Lý Nam Đế sợ hãi xin đầu hàng, bị quân Tùy bắt đưa về Trung Hoa xử tử chết. Dân đã làm đền thờ ông ở cửa biển Tiểu Nha để đối diện với đền thờ Triệu Việt Vương. Về nhận định, nhận định về Lý Phật Tử thì các soạn giả của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã viết: vua đã dùng thuật gian trá để gom lấy nước và mới thấy bóng giặc thì đã hàng trước, việc làm trước sau thì đều phi nghĩa. Theo Sử Việt Đại Ký Toàn Thư thì cũng dẫn lời nhận xét thẳng thắn của sử thần Ngô Sĩ Liên: lấy bá thuật mà xem xét thì hậu Lý Nam Đế đã đánh Triệu Việt Vương là đắc kế, lấy vương đạo mà xét thì việc ấy đã từng không bằng chó lợn. Sao thế? Là vì khi tiền Lý Nam Đế ở Động Khuất Lão đã đem quân ủy cho Triệu Việt Vương, Việt Vương đã thu nhặt tàn quân dữ hiểm ở Giả Trạch Bùn Lầy, đương đầu với Trần Bá Tiên là người hùng một đời, cuối cùng thì bắt được tướng của y là Dương Sản. Người phương Bắc thì phải lùi quân. Bây giờ thì vua hậu Nam Đế vốn ở trong đất Di Lão chỉ mong thoát khỏi miệng hùm mà thôi. May mà Bá Tiên về Bắc thì Lý Thiên Bảo chết mới đem quân đánh Triệu Việt Vương và dùng mưu gian trá xin hòa kết làm thông gia. Việt Vương đã lấy lòng thành đối đãi cất đất cho ở, nhưng việc làm của Việt Vương đều là chính nghĩa, gian hảo phải đạo và thăm viếng phải thời, há chẳng phải là đạo trị yên lâu dài sao? Thế mà hậu Nam Đế lại dùng mưu gian của Nhã Lang vứt bỏ chính đạo nhân luân, kịp tham công lợi mà diệt nhân nghĩa, đánh cướp lấy nước tuy rằng lấy được mà Nhã Lang thì chết trước, bản thân thì cũng không khỏi làm tù và có lợi gì đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.